xin chào tất cả mọi người. Chiều nay sứ Huế, chúng ta vừa ngang qua khu vực cầu vượt Thị Dương phía trên. Chúng ta đang đi hướng về khu vực trung tâm thành phố. Dạ. Hôm nay cũng là ngày 28 Tết. Trời Huế khá là đẹp để cho bà con đi mua sắm. Dạ. Hai bên đường bà con bỏ trứng hoa quả nhiều để bán. Đi làm từ phía Nam đi về, qua được cái cầu vượt là mừng lắm. Dạ, vì đó là báo hiệu đã về đến Huế rồi, về đến thành phố Huế. Vì đến một đoạn từ cầu vượt đi lên khoảng 1 km thì tại bến xe phía Nam. Dạ. Bây giờ thì các công xưởng người ta đã nghỉ Tết rồi mọi người, nhà nhà tất niên đón Tết rồi. Thời tiết buổi chiều hôm nay thì không nắng nhưng mà trời có gió. Dạ. À dạ, cũng không mưa. Dạ, mà gió hơi mạnh, cũng xe lạnh về chiều. Nhiệt độ bây giờ thì khoảng 20 độ C. Dạ. Cũng về chiều cho bà con đi mua sắm. Đó, người chờ hoa, người chờ quà. Đây khu vực bến xe đó mọi người. Bến xe phía Nam. Đó, nơi đến và đi về hướng Nam để làm ăn cũng như quay về gia đình đều phải đi qua đây. Dạ. Ngoài trừ những ai có điều kiện đi đi máy bay hoặc là đi tàu. Dạ. Còn đi xe thì phải về đây Sài Gòn hay là các tỉnh phía Nam. Chờ những cái xe Thanh Long trong kia ra này, chặt hàng luôn. Thanh Long đẹp 40k, 40 kg, 40.000 trên 1 kg đó mọi người. Rồi xả hàng, tổng xả hàng cuối năm thu hồi vốn. Dương Vương. Dạ, khu vực này thuộc phường An Cựu đây mọi người. Còn phía dưới chúng ta đi lên bến xe thì dưới kia nữa thì thuộc phường Thị Dương. Dạ. Bên đây thì thuộc phường An Cựu. Đường An Dương Vương. Đường này sẽ đưa chúng ta đến với chợ An Cựu. Vòng ngang qua phố chờ xem ngày giáp Tết như thế nào. À, đâu đâu cũng là những cái khẩu hiệu chúc mừng năm mới, tổng xa hàng. Tết xe. Nhà nhà đều trưng hoa chơi Tết. Đây là khu vực Ngoèo Giang Xây. Đường đi lên phía Tây thành phố, đường quốc lộ 49 và đường Nguyễn Bình. Nhà nhà đều dựng cờ rập trời luôn. Mừng đảng, mừng xuân, mừng năm Quý Mão, mừng xuân Quý Mão.
một buổi chiều rất là đông đúc. Khi mà chúng ta đang gần tới những cái khu họp chợ và trời tạnh ráo, bà con đi mua sắm đông lắm đây mọi người. Và ngày giờ thì cũng đã hết rồi, 28 rồi, 28, 29, 30 là nhà tập trung cho mâm cơm chiều rồi. Và người ta đi thông thường đi mua sắm là 28, 29 Tết là luôn luôn là đông người đó. Và vì làm ăn được cỡ khoảng 27 ngày Tết là cỡ 28, 29 là đi mua sắm, 30 ở nhà lo dọn dẹp mâm cơm cũng tổ tiên mâm cơm 30 dạ. Rồi chuẩn bị cho đêm giao thừa. Đó, đây là khu vực chợ An Cừu ngay dập Tết. Thì bên trên mọi người thấy một cái bảng chúc mừng năm mới 2023 xuân Quỷ Mão rực rỡ luôn. Dạ. Đó, chờ chiều, chờ chiều và chờ Tết thì đông nhất là vẫn là hoa quả. Dạ. Không chỉ đông bằng hoa quả, áo quần thì người ta mua được rồi. Cái hoa quả 58, 9 Tết là mua nhiều lắm luôn. Hoa quả rập trời luôn. Dạ. Chà, mức quà bánh quá trời lắm, đẹp. À, những hình ảnh xung quanh chợ An Cừu ngày dập Tết mọi người nha. À, cửa hàng xe máy, rửa xe luôn luôn đông khách. Dạ. Yeah. Ngày này những cái ngành nghề thiết yếu thì phục vụ đời sống đi, nhu cầu người ta làm sửa chữa rửa vệ sinh rất là cao trong những ngày cuối năm. Bầu trời thì cũng muốn mưa lắm nhưng mà hy vọng đừng có mưa cho đến chiều và tối hết đêm nay rồi mai tỉnh tiếp. Cho bà con đi mua sắm. Đó, đường xá rất là đông, đông như ngày 30. Dạ. À, đây là khu phố mà ăn mặc. Đó, để đua nhau để xé hàng này, đông lắm luôn. Wow, chà. Đúng là chờ chiều 28 Tết. Áo quần đông đúc người đi mua, tuyệt vời luôn. Thời tiết những cửa hàng mừng đón. Kẹt xe luôn mọi người. Dạ. Yeah. Khu vực này là mua sắm nhiều á. Bên là trung tâm siêu thị Gâu cũng là lớn nữa, bà con nhu cầu đi lại cũng nhiều. Rồi bên đi thì tuyến đường Bà Triệu thì rất nhiều cửa hàng áo quần giày dép. Rất là đông khách. Đó, xe cổ chằng chịt luôn. Rồi. Sướng chưa? Gấp rút 2 ngày nữa. Ăn Tết hết hàng về. Ồ, chà, nhiều chưa? Trời ơi, người ta đi mua nè. Ồ, mấy ngày nay thấy mấy ngày nay em vui
những ngày trước đi ngang thì không thấy người đi mua nhiều, nhưng ngày hôm nay đúng là chiều 28 Tết đi mua sắm quá đông luôn. Đó, hàng hóa quá nhiều. Tại đường phố Bà Triệu nha mọi người, đông ghê chưa. Quá đông, quá vui. Tưởng đâu không có ngày nắng ấm tần rạo thì bà con mua bán sẽ buồn lắm. Chiều ngày hôm nay, sáng trưa hôm nay đến chiều tối của ngày 28, đường phố Huế vui nhộn với những cửa hàng mua bán mọi người. Dạ, chuyện chơi chưa nói ra chuyện làm ăn. Thì đây là một cái dấu hiệu cuối năm quá vui vẻ cho người bán lẫn người mua. Dạ, mấy ngày trước thì đi vắng vẻ lắm, đi đến khu phố nào thì buông khu phố đó, không dám quay, không dám khen mà. Nhưng vui đi ngang chợ hoa cũng dám khen, không dám nói to, vì người ta đã không có khách ế đâu mà mình hỏi thăm cũng dám hỏi mọi người. Dạ. Ngày hôm nay thì to miệng đi giữa đường này là vì thấy bà con làm ăn buôn bán trên đường đông đúc quá vui luôn. Dạ. Và chà đó, khu phố Bà Triệu ngày hôm nay, chiều hôm nay vui như 30 Tết. Dạ. Heo đất, quả dừa được về lên những cái hình ảnh phúc lộc thọ tài lộc. Dạ. Tiếp tục tàu kia sau lưng chúng ta thì ăn mặc tàu này thì vừa ăn vừa mặc. Những cửa hàng ăn mời gọi. Tuyến đường Bà Triệu này tương lai mở rộng ra nữa thì một khu phố mà rất là đông đúc đây mọi người. À, cái đoạn đường chúng ta đi đó là chưa có lề đó, mở rộng để làm cái lề cửa hàng, một cái đường phố sầm uất và lớn mạnh. Đó cũng tất niên, vui chưa. Hoa mô tô. Cửa hàng bán xe máy bắt đầu tất niên. Đó, đây những cửa hàng ăn này, ăn uống này, tết chức nhìn đấu cũng vui nhộn mọi người, nhộn nhịp cả, rộn ràng lắm. Nó một cái không khí nó nao nao, nó giống như một cái tư trường, một cái nắng lượng á. Đi trên đường rồi cuối cùng ai cũng phải hối hạ và đó, nó tạo ra một cái nắng lượng chung cho mọi người đi trên đường, ai cũng có một cái cảm giác nó giống như nói về năng lượng thì nói giống như chúng ta ngồi nói có chuyện, gặp một cái hội bạn bè ngồi nói chuyện, nói về chuyện làm ăn thì trong cái cuộc nói chuyện đó là luôn luôn nói về chuyện làm ăn, mà nói về chuyện đóng tay Nam Bắc thì cái cuộc nói chuyện đó cũng là toàn là đóng tay Nam Bắc đó mọi người. Và ví như có chủ anh chị mà để ý đến thì đó là cái năng lượng đó. Dạ. Yeah. Cái năng lượng của một cái buổi họp nói chuyện. Dạ. Yeah. Nó có đó. Đó, giống như hôm nay cái không khí em vui vừa nói đó, đi trên đường cập nhật
Tết nhất nôn nao đi chờ, đi sắm, đi mua thì trong lòng mình cũng có cái cảm giác nao nao đó, giống như một cái năng lượng tự nhiên mình hấp thụ được ấy. Yeah. Đó chắc là kinh nghiệm 70 năm thì cũng có cái cảm giác đó, với tôi cũng đánh vô hỏi, tôi nghĩ chắc đó là cũng đúng là cái năng lượng. Yeah. Giống một cái tư trường mà mọi người em vui nói đoán như vậy không biết có phải không. Dạ. Yeah. Như cô chú anh chị mà thầy sai sai thì bỏ qua cho em. Từ khi đi cùng nói nhiều cái cùng leo theo cho vui. Dạ. Yeah. Còn đây là chợ cổng đó, hoa quả uống luôn mà. Ngập trời, ngập chợ, chợ cổng mọi người nha. Đó, và những hình ảnh chiều nay chúng ta ngang qua phố chợ, hy vọng mà bà con xa gần biết thêm phố chợ ngày hôm nay của kinh thành Huế ngày nay. Dạ. Yeah. Rồi đi qua khoảng chợ này để mọi người thăm lại khu vực họp chợ ngày dằm Tết tại chợ cổng nha. Chợ ngày này 28 rồi, không biết 29 có đi ngang qua đây được không, nhưng mà là không khí của ngày giáp Tết là như vậy đó. Dạ. Yeah. 28 Tết tại chợ cấm cũng như ăn cừu chúng ta vừa đi qua. Rất là đông luôn, đông người đi mua đi sắm. Bây giờ thì đâu đâu cũng là hoa và quả thôi. Đó, bánh chưng, bánh tét. Hoa quả, chuối, cáo, trâu. Quả súng. Quá trời, quá trời luôn mọi người. Đi ngang khu họp chợ. Mức bánh quả đủ thứ. Đó, Tết nhất ở Huế là như vậy đó. Nên nằm có ngày giáp Tết, từng Tết. Họ lấy ơn cầm Tết á. Hoa chà, cầm đục bánh Tết này. Đó, quả này. À. Dạ, những cái nằm chờ Tết, hy vọng bà con mọi người biết thêm và thấy thú vị cái xem video của em vui nha. Dạ. Yeah. Khi xem mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của Yên Vui Hòa Bình Vlog. Dạ. Yeah. Em Vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.